Đối với người đái tháo đường nói riêng và nói chung là người lớn tuổi thì cái bước đi nó quan trọng. Khi chúng ta còn trẻ, chúng ta có thể sải chân đi một cách nhẹ nhàng mà không hề có một cái gặp một cái khó khăn gì cả, và do đó chúng ta nghĩ rằng là cái việc mà chúng ta đi đó là cái chuyện tự nhiên giống như là hơi thở, nên là ít có người để ý tới. Mình muốn share một cái hình rất là đẹp mà mình thấy trong cái quyển sách mà mình đang đọc. Đây là dáng đi của một người coi như là có cái phong thái rất là khỏe khoắn và bước tới, và nó đi vào trong nghệ thuật của thế giới. Thì chúng ta có thể thấy là cái người này đang đi một cách rất là sải chân, rất là thoải mái. Thế thì khi chúng ta lớn tuổi thì ai cũng biết là lúc đó cái chuyện đi đứng nó sẽ trở nên khó khăn hơn. Chúng ta bước đi chúng ta nó không còn vững chãi như ngày xưa nữa. Cơ của chúng ta yếu đi rồi. Ha, ví dụ giống như ông bà cha mẹ chúng ta, cơ thì nó bắt đầu yếu đi rồi. Các khớp bắt đầu lỏng lẻo và thấy đau khớp. Bước chân cũng thấy nặng nề hơn, chưa kể là những cái bệnh lý về suy van tĩnh mạch là cũng là một trong những bệnh lý thoái hóa người già sẽ dẫn đến sưng chân rồi cảm giác tê bì ở chân, nên là mình sẽ cảm thấy vô cùng khó chịu. Thì vì những cái lý do lão hóa như vậy cho nên là cái người lớn tuổi họ sẽ đi đứng trở nên khó khăn hơn người bình thường. Rồi bây giờ trên cái nền đó thì á, người đái tháo đường lại càng gặp nhiều cái khó khăn hơn nữa, và bởi vì là đường huyết tăng cao nó dẫn đến những cái tổn thương về thần kinh và giảm tiết mồ hôi ở bàn chân, giống như là hồi nãy bác sĩ Lộc có nói về cái biến chứng thần kinh ở bàn chân á, thì khiến cho người đái tháo đường lại càng dễ bị loét chân và dáng đi của họ nó càng khó khăn hơn nữa. Thì đó là hai cái vấn đề mà người đái tháo đường sẽ gặp phải. Tuy nhiên, một cái điều rất là may mắn là chúng ta có thể phòng ngừa được những cái biến chứng loét chân nguy hiểm mà nãy giờ bác sĩ Lộc đã trình bày.